Xin chào mọi người, xin chào các chị em nha. Thì hôm nay bên shop Nguyễn Điểm sẽ quay những cái mẫu bị lẻ sai nha mấy chị. Những cái bộ nó lẻ lẻ, hôm nay em quay thì em đọc từ mã ha. Mấy chị chọn được bộ nào thì mấy chị nhớ cái mã hoặc là chụp màn hình gửi qua giùm em nha mấy chị ơi. Mấy chị vào xem kênh thì hãy xem hết video giùm em ha, để biết bên shop có những cái hoa văn nào để mình dễ đặt hàng nha mấy chị. Nếu như mấy chị thấy kênh của em, thấy mình theo dõi mà thấy mình thích thì mấy chị hãy cho em một lượt chia sẻ giùm em ha, để em có đem thêm những cái khách hàng mới đó mấy chị. Thì hôm nay em sẽ quay những cái hoa văn có hàng bên em ha. Cái này là bộ số 2 nè mấy chị. Bộ số 2, cái này là tay gan còn sót lại mấy bộ nè. Có nhiều chị hỏi mua nhưng mà do cái hàng bên em là còn sót, bên em nói hết không mà thật sự nó còn sót lại, không hay nè. Cái này là bộ số 2 tầm 50-55kg mặt dừa ha. Tay phối cái lưới màu trắng nè mấy chị. Cái này cái cổ là em viền đen ha. Có cái nơ nhỏ dễ thương nè. Cái tay thì phối cái miếng lưới cũng có cái viền đen luôn. Cái này là cũng giá 50.000 một bộ giùm cho em nha mấy chị. Tiền ship là 30.000 một đơn luôn nha. Cái này là mã số 1 ha. Cái này là thun cát visa mã 1 màu vàng. Màu vàng, cái này là tay lưới nha mấy chị. Này là em quay cái xay lộn xộn nha mấy chị, vào xem hết coi mình có chọn được bộ nào không nha mấy chị ơi. Cái này là mã số 10 bộ số 5 nha mấy chị. Cái này là thun lạnh nha. Cái này là mã số 10 bộ số 5 xay số 5 giùm em ha. Cái này là thun chất giả, là thun lạnh nha mấy chị nha, mềm mịn mát. Cái này là cáo tay xíu ha, cho mấy chị mình dễ mặc. Cái này là size số 5 nha mấy chị ơi. Hoa văn rất là dễ thương luôn ha. Size số 5 tầm 65 70 75kg tùy theo chiều cao giùm em nha mấy chị. Đồng giá là 50.000 một bộ mấy chị ơi. Cái này là mã số 10 ha, size số 5 giùm em. Cái này là những cái bộ đồ lẻ size á, em bán hết hàng nhưng mà nó còn lẻ lẻ mình nói hết không nhưng mà thật sự nó còn sót lại. Cái này là thun lạnh luôn nha. Cái này là mã số 9, cái này là size số 5 giùm em luôn. Thun lạnh mềm mịn mát luôn nha mấy chị nè. Cái cổ này là giống như cổ vuông tiên em, vuông tim vậy đó em, tháp đen có tay chút xíu nha. Cái này là mã số 9 nha. Đây là size số 5 giùm em, tầm 65 đến 70 75kg thì theo chiều cao đó chị ơi. 50.000 một bộ, tiền ship là 30.000 một đơn cho em nha. Cái này là mã số 8. Mã số 8 size số 5 luôn nha mấy chị. Cái này cũng là thun lạnh luôn nha. Rất là mát luôn. Cổ thì cũng cổ vuông tim tháp đen luôn giùm em ha, có tay chút xíu. Chị em nào mặc bộ này thì chụp màn hình hoặc là nó cái mã giùm cho em gửi hàng cho mấy chị ha. 50.000 một bộ, tiền ship là 30.000 một đơn giùm em nha mấy chị ơi. Cái này là thun lạnh nha. Size số 5 mã số 8. Cái này là size số 5 luôn, mã số 7 giùm em ha. Cái này cũng bằng thun lạnh luôn nha mấy chị. Chất giải là thun lạnh luôn ha. Cái bông dễ thương đó. Có tay chút xíu, cổ cái này là cổ vuông tim có gắn mấy cái hộp là tháp đen ha.
50 ngàn một bộ giùm em luôn. Bên em bán hàng là được kiểm tra trước khi nhận hàng ha, mấy chị nhấn chút xíu thời gian ra kiểm tra giùm em nha mấy chị. Nếu như mình nhận hàng rồi thì bên em không có bao đổi trả gì cho mấy chị được ha. Cái này là mẫu cánh tiên mã số 6, giải là thun lạnh luôn em mấy chị. Mã số 6 nhưng mà size số 4 ha. Tầm khoảng 60-65kg mặt dừa dùm em, mẫu là mẫu cánh tiên ha. Nè, quai bản, quai bản có một xíu cánh tiên nhẹ nè, cổ vuông tim vuông. Tầm khoảng 60-65kg mặt dừa dùm em, size số 4 nha mấy chị. Mã là mã 66 dùm em ha, chắc giả là thun lạnh ha. 50 ngàn một bộ, tiền ship là 30 ngàn một đơn. Mấy chị mua hàng thì kết bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại trực tiếp trên màn hình dùm em cũng được ha. Chị em là mua trực tiếp trên cái line này thì để lại số điện thoại và địa chỉ nhận hàng dùm cho em gửi hàng đến chị ha. Cái này là mã số 5. Mã số 5, bộ đồ cũng số 5 luôn nha mấy chị. Mã 5 dùm em ha. Mã 5 bộ đồ này số 5 luôn dùm em. Cái này là thun cát Misa nha. Cổ tròn có tay bình thường. Cổ tròn có tay bình thường, thun cát Misa nha mấy chị. 50 ngàn một bộ, tiền ship 30 ngàn một đơn luôn. Cái này là bộ đồ xây số 5 nha. Mã 5 luôn nha mấy chị. Bộ đồ này là size số 5 ha, mã số 4 giùm em, bộ bông đỏ thun cát Misa ha. 50 ngàn một bộ nha mấy chị ơi. Cái này là bộ số 5 ha, mã số 4 giùm em. Cái này bông đỏ mã 4 nha mấy chị. 50 ngàn một bộ, tiền ship là 30 ngàn một đơn giùm em ha. Là mã số 3 dùm em nha mấy chị. Mã số 3, bộ đồ này cũng số 3 luôn ha. Tầm khoảng 60 kg mặt dừa nha mấy chị ơi, tiền theo chiều cao dùm em ha. Cái này là mã số 3, bộ đồ cũng số 3 luôn dùm em ha. 50 ngàn một bộ, tiền ship 30 ngàn một đơn nha mấy chị. Này là mã 2. Mã 2 bộ đồ này số 5 giùm em nha mấy chị ơi. Mã 2 bộ số 5 nha. Cái này là bông đỏ nè, có tay xíu, cái nơ ở trước, cái cổ viền đen ha, cái phối cái nơ ở trước nè. Cái này là mã 2 nhưng mà bộ đồ màu đỏ số 5 giùm em nha mấy chị. Bữa nay em lai đồng giá 50 ngàn một bộ ha. Dùm em 50 ngàn một bộ, tiền ship 30 ngàn một đơn ha. Cái áo phối với cái quần đen nè, trên cái áo em có tháp một miếng đen nè. Đồng giá 50 ngàn một bộ ha. Cái này là mã 18 nha mấy chị. Mã 18, bộ số 1 nha. Cái này là thun cát Misa nha mấy chị.
này là mã 17. Mã 17 cái quần cũng quần đen luôn ha. Cái này size số 1 nha mấy chị. Cái này mã 17. Mã 17 size số 1 không là cắt cái size giùm em nha. 50.000 một bộ nha mấy chị ơi. Cái này không có size lớn, còn size số 1 không ạ. À? 50.000 một bộ không cắt đi size nha mấy chị. Quần đen phối dưới áo bông. Đồng giá 50.000 luôn nha. Cái này là mã 17 size số 1 con màu vàng giùm em. Bộ này là mã 16 giùm em nha. Mã 16 cũng là size số 1 luôn nha mấy chị ơi. Cái này bông màu xanh. 2 em quay bữa nay là đồng giá 50.000 nha mấy chị. Cái này là mã 16 size số 1 giùm cho em ha. Bộ 50.000 luôn. Chị em nào mặc số 1 vừa thì vô đặt hàng liền nha mấy chị ơi. Tại vì hàng này em bán cái quần không là 50.000 rồi nha. Cái này tặng thêm kèm cái áo luôn cũng tính giá có 50.000 cho mấy chị thôi. Chị nào đặt, chị nào mặc vừa thì vô đặt hàng liền. Số lượng không có nhiều mấy chị. Cái này là mã 15. Mã 15 size số 1 luôn nha mấy chị. Bông đỏ mã 15 size số 1 cho em luôn ha. 50.000 một bộ nha. Tiền ship là 30.000 một đơn, một đơn 30.000 luôn nha mấy chị. Cái này là mã 15 giùm em ha, size số 1. Chị đặt hàng thì để ý điện thoại giùm em ha, nhân viên người ta tới khu vực giao hàng cho mình nhưng mà người ta gọi điện thoại không được là người ta không có giao được cho mình, thành ra đơn hàng của mình chậm trễ nha mấy chị. Mấy chị khi mà nhận hàng á thì mấy chị tranh thủ đơn mà mấy chị kiểm tra hàng giùm em nha. Ví dụ như số tiền nó có chênh lệch hoặc là hàng nó có vấn đề gì đó thì mấy chị báo lại liền bên shop em xử lý liền nha mấy chị ơi. Cái này là mã 14 nha mấy chị, size số 1. À con nói gì ba dục á. Dục. Qua giờ con thấy con chưa dục á. Tháo dục rồi lấy gì mai tối. Thấy rồi, thấy dớt ra nghe giọng đó. Cái này là mã 14 size số 1 giùm em, quần tháp áo 50.000 một bộ luôn nha mấy chị ơi. Quần phối với áo bông nha. Size số 1 nha mấy chị. 50.000 một bộ. Bộ này cùng màu mã 13, size số 1 nha mấy chị. Bộ này cùng màu mã 13, size số 1 nha mấy chị. Đồng giá là 50.000 một bộ, tiền ship là 30.000 một đơn giùm em. 50.000 một bộ, tiền ship 30.000 một đơn. Chị em thích cái hoa văn nào thì chụp màn hình gửi lại giùm em ha. Còn như mình chụp màn hình, mình không biết chụp màn hình thì mấy chị nhớ cái mã giùm em nha mấy chị. Bộ này size số 1 mã 13 giùm em nha. Okay.
em đua size số 1 nha mấy chị. Bộ này mã 12 size số 1 nha mấy chị ơi. Đây là mã 12 size số 1 nha mấy chị. Cái này là mã 11. Mã 11 size số 1 giùm em luôn ha. Đây là mã 11 size số 1 luôn nha mấy chị ơi. Quần đen phối với áo bông ha. Đồng giá 50.000 một bộ. Chị em đặt hàng thì các bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại trực tiếp giùm em cũng được ha. Chị em nào muốn đặt trên cái line này thì để lại số điện thoại với lại địa chỉ giùm cho em gửi hàng nha mấy chị ơi. Tiền ship 30.000 một đơn ha. Rồi video đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.